là tình cờ Vũ Linh đi về gặp. Yeah. Rồi mà là anh Thầm không nói gì cho mít, là mới là mang bé đi theo hát luôn. Hát thì dẫn con bé là người ta giữ giùm. Rồi lên sân khấu hát rồi cha con hát là... Nói chung ra cái thằng Vũ Linh á là con nuôi cũng như là con ruột cái đó nha. Cái thằng đó là nó chân chính lắm á. Vũ Linh á. Ủa cô, là cô nghe là cô Sáu là đánh đập không lo hả? Cô thấy vậy là mình hơi bức xúc phải không cô? Ờ. Dạ. Là cô rất tuổi rồi, nói gì gia đình gì luôn tùm lum thì cô không có rành nghe. Nhưng mà cô chỉ mở lên cái máy đó rồi cô mở sao mà dùng dốt mà. Mò xong rồi trúng mà làm mới hay đêm hôm thôi. Cô, là cô nghe thông tin là bà Sáu hồi xưa là bà đánh đập vào Hồng Loan hồi nhỏ không? Đánh đập hồi còn nhỏ rồi, nhưng mà Hồng Loan nó không có nói chừng tình cờ Vũ Linh đi hát về đó, Vũ Linh mới gặp, rồi âm thầm là mới mang con đi luôn, đi theo đoàn hát luôn, đi diễn luôn, chứ sợ để con ở nhà bị đánh thế. Ừ, đúng rồi. Là hồi đó cậu Năm có mang theo Hồng Loan đó, mang theo đi hát, mà đi hát là Vũ Linh nó kể ở đâu đó là cô quên rồi nha. Bữa đó tình cờ cô mở lên sao cô gặp Vũ Linh nó kể. Cô mà cô thấy cái vụ tranh chấp tài sản này như thế nào cô? Thì theo cô nghĩ vậy nè nha, cô thì dốt nha mấy cháu. Dạ. Yeah. Nhưng mà cô nghĩ rằng thí dụ như là Vũ Linh là có một đứa con thôi, thì cũng như là tài sản gì người ta để về cho con người ta thôi, chứ ta di chúc di chéo gì nữa ta sang tên thôi. Còn á, theo đúng ra cái luật á, thí dụ như chồng mà chết á thì để lại cho vợ thì là vợ được hưởng, đúng không? Dạ. Yeah. Rồi thí dụ như là con bé này nè, mẹ nó chết thì bây giờ cha nó thì Vũ Linh là để của lại cho nó thôi, chứ gì cậu của nó rồi cô nó chia là chia cái gì trời. Chứ cái gì? Cô nghĩ là cô Sáu chắc không có thương Hồng Loan đâu, không cô? Không biết, cô nói vậy ra thì mấy cháu lớn lên người dành vô sao má mũ mà sao không chia cô? Đây nè, cô nói nè, khi nào á là con đông thì chị em nó chia đôi, chứ còn là em ruột cũng không được chia nữa. Là em ruột là làm gì mà chia, đúng không? Sao một mặt rồi đúng không? Ừ. Còn thí dụ như mà bây giờ là của cải tài sản đó, Vũ Linh là cũng như không có con, thấy không? Thí dụ Linh là có chết đi thì con ông già bây giờ được hưởng, thấy không? Chừng nào á là ông già già không có là mới được quyền anh em con cháu mới chia. Còn này là cái mình có Hồng Loan thôi, duy nhất thôi, cái ngoài ra là không được ai, không ai có quyền chia được gì hết. Cô, mà lỡ như Hồng Loan không phải con ruột sao cô? Được Hồng Loan làm gì không được con ruột. Hồng Loan hồi đó là mẹ nó là ti, mặc dầu cha với mẹ nó là không có đám nha. Không có đám cưới à? Không có đám cưới kết hôn nha. Nhưng mà là Vũ Linh với người đó là thương với nhau. Vô tình đó là như là vợ Vũ Linh sanh con Hồng Loan này nè, vợ Vũ Linh là chết. Cái đó là lời là mấy cái người nghệ sĩ trong đó kể nha. Vậy sao cô? Một cái đó là cũng chính xác luôn ha. Thì mấy người nghệ sĩ kể nghe. Đó. Nó kể là lời là mới là Vũ Linh đi hát mà con còn nhỏ làm sao mà nuôi được, mới đem về cho bà Sáu nuôi. Là cô có nói đó. Thì bà cũng nuôi đàng hoàng nghe, mà không biết sao là bà bức xúc sao không biết nữa, bà quýnh bà đặt nhỏ. Mà nhưng nhỏ không có kể. Rồi sao ông đi hát tình cờ ông về ông mới gặp đánh con ông vậy, ông mang đi luôn. Cái gì con bé xíu xíu mà đánh đập ác dữ rồi nè. Thì ai có biết đâu à. Nhưng mà tới chừng nó nói là kể lại, nói là voi là ngọc gì đó, đây là kêu bằng lập thằng tím hết trơn. Cái thông tin nó chính xác không cô? Hay là cô nghe kể qua cái lạc, tin nó chính xác không? Cô nghe là cũng như là nghệ sĩ trong đó là ta nói chính xác. Ờ, đó, là nghệ sĩ người ta kể là chính xác thôi. Chứ còn cô thì cô không có biết. Như cô nghe, bữa đó là sự thật là cô mở lên là cô nghe. Cô dốt lắm, cô cũng không biết, không rành nữa. Thì cô nghe cô vậy đó. Cô nghĩ con không có... Cô mới nói là cô nghĩ phiên tòa sắp tới đây thì kết quả thì như thế nào cô? Thì cô nghĩ rằng thí dụ như mà tòa người ta có xử thì người ta cũng xét theo cái tờ giấy. Phải không? Thí dụ như là ta cũng có cái chứng từ. Còn như bà Sáu, thì dù bà Sáu, con bà Sáu, em bà Sáu không cần biết. Nói là hồi đó là Vũ Linh là nói bằng miệng, thấy không? Cô ơi, cô đi chung với mấy cô kia không? Không à, cô là người Đồng Tháp, Đồng Tháp à. Không à, cô quê ở Đồng Tháp. Cô nói vừa thôi, nếu cô nói nhiều quá thì cô ra vài cây cô nói. Cô nói tao mai cũng được, cô nói nhiều cũng được.
thầy nói cái thôi nếu có gì cô nói thì ông cô nói thì cô nói, còn ví dụ em không anh không quay thì anh đi chỗ khác gì đâu mà đâu anh rồi sao anh bắt lại cô nói không trước một năm cô đừng có nói chuyện gia đình nhiều, cô nói ra đây nói này, cô nói tao mai liền thiệt ngồi đây cũng gửi thôi anh đừng nói trước đầu một còn năm còn năm còn năm buồn chuyện gia đình còn năm tại trên thời còn năm là người rất là yêu quý gia đình luôn an còn nó yêu quý bây giờ nói chung cô biết thì cái câu chuyện của cô là trên truyền thông đâu cô muốn nói trên thì báo nói. Trên đúng. Đài đúng. Thì ta đúng. Nói thì mình nghe mình đúng. Biết chia sẻ cái gì đâu cho nên cô đừng thì mình nghe mình nói lại thôi chứ không có gì để mà nói chuyện gia đình gần bao cậu sợ cô nói ra cái ngầu cô ra cái đát ngầu nói cô nói tao mai cũng được không cô đừng gần nói bảo cậu năm đó thì nhưng cô biết rồi, cô không cô là cũng như cô nói á, là gì nè cũng như cô tưởng hôm nay cô tưởng cô lại chung mấy cô kia có rất quý trọng mấy cô đây nha cô là đi viên của mấy tới đúng không không mấy cô đó là khác cô muốn nói chuyện gia đình là cô hồng nhung á hồng lâu phường cô ra cái đá cô nói có tất tiết chiêu cũng được thiệt không có tiết chiêu đâu không cấm cô nói mà nói gần đây là còn năm rồi năm buồn như chứ cô đâu cấm cô nói đâu cô ủng hộ cô nói tới mai luôn hả ở đây là tự do hiểu chưa không ai cấm cản cô không nghe tự do cô nói nữa cô ra kia cô nói cô đừng nói chuyện cậu năm không có đây. Tự do là cô nói tự nhiên không có ai còn hai đứa mày đứng có mộ mày thành tào lao ông đuổi người ta không ai đuổi ý là cô nói chuyện đình cô ra kia cô nói đang quay đừng có tranh cãi cô nói chuyện có đình cô ra cô nói chứ phải là không cấm cô cô nói tao mai cũng được thôi cô đừng có nói trước mặt cậu còn mơ cậu năm cô nói chuyện gia đình tội cậu năm lắm có thể con là con thương cậu năm cô nói nếu cậu nếu cô thương cậu năm cô đừng ra đây cô ra cô nói cô cấm cô đâu cô nói chịu cũng được cô cháu ra nói đi cô quay tiếp tiếp chịu luôn cô chửi không dung được cô chửi đừng quay luôn nhưng mà cô ra cô chửi không có trước mặt con năm buồn con năm buồn phải là con không cho thì đã cô nói rồi hiểu con chưa thì ví dụ vậy là con không có đồng ý như cô kể gì ra là tại cũng có hồi nào nãy con nói lực thì con quay nhưng mà con nói sâu quá thì con nói thôi thì bây giờ con cấm cô nói cô hiểu chưa không có đồng ý là cô không nói nữa cô nói vô tư cô ủng hộ nói như cô ra kêu nói cô ra cái đá con rồi nó tới chịu luôn đi cô cháu đâu rồi giống như các anh mà chửi hồng nhung một bữa anh ngồi đá cái chửi một ngày đó con quay luôn mà cô đừng nói không ai chữ là chữ không cần biết như cô nhưng mà đâu có biết cái gì mà chở nhưng cô đừng có nói gần một cậu quá cô kể vậy thôi cô kể gần đồng bộ cậu con nghe cô buồn hay không thì giờ cháu nói vậy là cô biết rồi cô hiểu rồi chứ cô làm sao biết gì về binh vực ai đâu dạ thì cô chỉ nghe trên máy thôi dạ nhưng ngày hôm qua là cô tình cờ cô dốt mà cô mở cái máy cô tào luôn nghe ta nói lại thì không? Cô, cô nghe luật sư là hiện trong cái máy iPad của cô đó rồi cô mới nghe vậy thôi cô cứ ngồi nói thì không có ai quyền có quyền kinh cô ra ngoài không cứ như là cô đâu có nói gì động phạm ai đâu mà không có quyền kinh mà cô tôn trọng cậu cô có thương cậu năm không nhưng mà cô không có nói gì cô có trả lời cô thương cậu năm không nè cô không nói cô thương cậu năm cô đừng có ngồi trước đầu mà cô nói cô nói rồi cô muốn nói cô đây cô nói cô tư cô ngồi đây cô nói tới chiều cũng được cô đâu cấm cô đâu con nói ủng hộ con nói mà rồi, như cô nói là mấy cô chú bảo là đó, con bé nó còn nhỏ vậy đó cô đây là cô kể chuyện trên truyền thông đúng. Mình đã xem mình đúng. Đã biết đúng. Nhưng mà và cái... khán giả tất mà cả nước ai cũng biết cô năm nghe cậu năm buồn thì cô đúng. Kể cứ kể lại để cho những anh em YouTube biết rất thương gia đình đó để chia sẻ cho cộng đồng người ta biết chứ không có gì xấu để mình sợ chứ cô biết gì đâu cô binh vực Hồng Loan không cô binh anh của anh cô binh Hồng Loan được còn mai ra binh Hồng Loan binh được tiền cô nhưng mà cô muốn nói gia đình con đây kêu cô nói là đừng nói gần đây cô hiểu chưa cô đâu có ghét chơi biết gì đâu mà ghét chơi mình nghe vậy mình tất cả anh em đang quan vậy nếu mà thư còn năm á thì ai muốn con dán gì nói là kia rồi cái này là phía ngoài cô cứ ngồi không ai có quyền đuổi cô không phải là đuổi cô nha cô biểu cô ra xa kia cô nói nha để con đâu buồn hiểu chưa không phải đuổi cô nha không ai có quyền đuổi cô ngồi đi đây bây giờ cháu nói là cô mới kể nè dạ. Cô đi lên đây là cô nói được con nói con chửi được con chửi đây cô muốn tên cô chửi nhưng cô đừng có chửi ở đây cô nói rồi cô ra kia cô chửi cô để cô nói đi cô về chùa của cô nói đi cô nói ông Phước Thông ông Hòa Thượng cô đừng lôi chuyện gia đình con nói đây nữa thì bây giờ là tụi nó vô tư ở đây là một cậu năm là gia đình cậu năm mình cứ gì thôi là tụi cho vô tư là được cái gì là thiêu giảng là Tây Phương Cực Lạc rồi hàng tháng ngày 14 cô lợi tụng là cô là đạo Phật thì cô phải cho hiểu đạo lý đúng không là cô đã biết nếu cô không cho gia đình mình đâu cái là cô đừng để có cho cô nói đi gia đình nữa hoài. Thì dạ. Cũng như là cô nghĩ rằng thí dụ cho cô coi nhiêu cô biết nhiêu trong đó cô kể vậy thôi dạ, cô kể cô đây cô kể cô đừng kể trước một còn năm cứ cô nghĩ là cô kể lên đây là biết một năm thì đi đâu nữa cô ngồi gần đầu năm cô nói giờ cô nói đi còn năm buồn không bây giờ cô nói vậy nè cô cấm cô nói cô chửi vô tư cô ủng hộ cô chửi mà cô chửi cô sáu vô tư ủng hộ đã cô nói là cô chửi hùng vô cô ủng hộ cô biết cái gì mà chửi cô chửi cháu nói gì không đồng ý nhưng mà con ngồi con nói chuyện đình cô cầu năm nghi buồn lắm thiệt sát bên đồng sao không biết cầu năm buồn sao buồn
Đây. Nói rồi không có lên tiếng không? Đây nè. Đó cô là tụng kinh hàng tháng mà cô đi chùa mà Phật giáo Việt Nam ở trong cô mà trong dạ. Cái chùa cô lớn mấy cô mới thành lập. Có ai nói đâu, có mấy cô chia sẻ đạo Phật. Không, cô không đồng ý ông là không đuổi cô ra ngoài tôi không đồng ý ông. Anh Phật tôi không đuổi nha. Tôi nói là cô muốn nói chuyện đình cô ra kia cô nói. Cô muốn nói chuyện Hồng Long Phường cô ra vậy đó là đuổi khéo rồi chứ không đuổi khéo đây đây cô nói nè đây nè đây cô nói một câu nè không 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 có tranh luận không nói gì trơn á cô chỉ kể là chiều hôm qua cô lên đây nè là cô nói nghe nói mộ Vũ Linh là không biết làm xong chưa mới nhờ con nhỏ cháu dâu đó mày chở tao lên nhưng ơi mà sao mà tao nghe gì mà lu bu ở trong tao dốt quá trời tao không có biết gì tao nghe gì lu bu lộn xộn gì nhà cửa của cải tài sản gì sao tao mở lên rồi gặp ông luật sư ông tể gì tao có biết gì đâu còn cái mở lên là tình cờ là gặp Vũ Lưng đúng không nó mới kể đúng rồi ừ là chính người nhà người ta còn kể mà nói gì chứ tao nó con nói đúng con sai là con muốn nói con đây con nói chứ đâu nó con nói đúng sai đâu con nói vô tư mà ra đây ra ngoài kia cũng là của quan viên chú Tiểu mấy con chú nói làm sao à mà nói chuyện gia đình thì ra ghế đá kia ngồi nói chứ không phải là cấm con nói con nói vô tư con nói là con nói vô tư con chửi không được cô thấy không trước anh kia chửi không con quay ba clip luôn đó ngồi đá kia chửi là cháu đừng có nói gài nữa cô nói chị chửi là con không có chịu dạ mà con đang nói chuyện gia đình mà thì ta mới có Hồng Loan Phượng trong đó chị cô Sáu trong đó rồi chị của chị Hồng Hồng Loan trong đó nữa thì đại chị là năm mươi buồn đó vậy thôi con kể gì thôi hả con kể gì đâu cô có biết cái gì đâu con không là con cấm cô kể cô vô tư kể vô tư con không có kể mà gì ai đâu ai biết ai phải ai đúng ai sai đâu hồi nãy có thấy cô quay những anh đi mà quay đây đang thả không nghi con nói chị định nó ra ngoài nữa chưa lại cô nói cũng như là cái người mà tên tuổi gì thôi cô đâu có nói là gì đâu rồi bây giờ mình kết thúc nha cô bây giờ mình nghĩa cái nấy làm bây giờ con hỏi cậu là mạng đi cậu thì có một cô lo lên đầu mà năm cô nói xong rồi cô đi về về mình thương cậu mình niệm cho cậu một bài kinh nào đó mình thuộc không dạ 14 hành chính còn ai nói gì nói thì bây giờ mình không cần nghe nữa không cần nghe nữa tao vô tao nãy giờ tao chưa hết nha cô nói gì cô rồi thôi tao cô biết gì đâu nữa nói ngàn sắp cho cậu bây giờ ra ngoài nói đi con không lên bây giờ là thấy người ta cúng rồi mình đâu có vô cúng gì đâu nó đi tao rồi thôi để cô cũng nói đâu cô nói sẽ coi sẽ tiền cô đừng đứng trước mà đầu làm gì cô đó cô nói rồi thôi để cô thắng tiền đi mọi người đừng theo cô nữa không cô nói là cô không phải gì hết dạ cô nói tôi ghi hết từ nói nữa cô có vụ gì vậy cô biết không không rồi cô ra ngoài rồi cô ra ngoài đi con lát tôi dẫn cô ra ngoài chia sẻ nha à, cô có điện thắp hương đây có thương hương đây chỗ này thắp hương rồi hỏi chia sẻ được đây là một sự bức xúc quá cô biết không không biết hết rồi cô Hôm nay 98 ngày con. Nay là 98 con. 98. 98. Thì kêu 98 còn không chịu nữa còn cãi nữa. Lại cho cô. Một số anh em không đồng ý đuổi cô ra ngoài làm gì của anh em trong ngoài thì bây giờ cô nhạc xong là cô sẽ đi về rồi mời chào ngoài nha chào ngoài đi qua nữa anh trai ơi đi vòng qua đây luôn vòng qua đây luôn bữa nay có bánh xôi nè cho bánh xôi à, đến cuối năm tới cho lớn quá trời luôn rất là khổ rất là nóng rất là nóng cũng muốn làm bánh xôi cho cậu
Có biển mọi người ơi, cái lộn tùm lum la sao hậu trường á, cô chú anh chị ơi. Đang lắm rồi, như là mới chửi nhau âm sầm đây nha. Đó, mọi người nghe tiếng chửi lộn ở phía sau đó. Cô này mà có tiền không mà kể lại thằng kia thì nó cho nó đuổi mà tiền lực quá. Quá đông luôn.